thanh xuân còn dài đôi lúc gặp vấp ngã. Căng à nha. Đã có tôi phun lửa phá băng, cứu bạn lúc khó khăn, cứu bạn lúc khó khăn. Đói lạnh thì nên ăn và mì cay là đã nhất. Tôm phun lửa hay tôm phun lửa, chua cay rực lửa, bụng cháy hơn nữa. Bởi Omachi, mì tôm phun lửa, chua cay rực lửa,